Chào mừng mọi người quay trở lại với channel của mình. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho mọi người một cái chủ đề nói về việc viết email kháng trị NC mà thường thường mọi người rất là ngại. Thì hiện tại mình sẽ sử dụng một cái ứng dụng này, chatbot AI. Thì ứng dụng này thì ở trên YouTube bữa giờ nó khá là rầm rộ ấy, thông tin ở trên YouTube khá là nhiều. Các bạn có thể coi ChatGPT cái này nhé. Nó sẽ giúp mình đem được một số thứ như sau. Về cách đăng ký, các bạn có thể xem một số thông tin trên đây nhé. Mình nói gọn thì các bạn có thể vô website này, các bạn đăng ký một cái số điện thoại này, SMS cool này, nó chỉ mất 1 đô thôi. Rồi sau đó các bạn có thể vô trong rồi sau đó các bạn vô trong openai.com nhé. Và các bạn hãy mở một cái tài khoản ở đây, đăng ký một cái tài khoản và sử dụng cái số điện thoại ở bên này, SMS này, để mình mình sẽ verify tài khoản. Và bạn nên fake cái địa chỉ IP của mình qua bên nước Mỹ á, có thể bạn sử dụng VPN hoặc một cái phần mềm nào đấy để đổi cái địa chỉ IP của mình qua nước Mỹ. Thì sau khi mà bạn đăng ký tài khoản xong ấy, thì bây giờ mình sẽ vô trong cái con chatbot này để coi thử nó đem được cái gì nhá. Hiện tại mình đang thử, nó sẽ đem được rất nhiều thứ, ví dụ như này, về viết email kháng tài khoản đi. Mình sẽ nói về email kháng tài khoản, coi là đây khoản thì cái đây đây có lẽ là cái khoản mà mọi người rất là thích. Đấy, cái phần này mình sẽ ghi là viết một email to the open my Etsy shop. Các bạn có thể ghi theo cái văn phòng các bạn nhé, viết xem cũng được, xem em xe để cho nó hiểu là được. Sau khi mà mình viết xong ấy, thì nó generate đây, đây này cái thứ mà nó vừa generate đây cho mình. Bây giờ mình sẽ thử gõ cái cụm từ này tiếp. Mình thấy khá là thú vị. Email to the open my store SC để coi nó sẽ ghi gì nhá. Đây nó đang ghi những cái một cái nội dung email cho mình, và cái nội dung email này nó sẽ ở mức cơ bản, nó sẽ viết theo một văn phòng rất là lịch sự để cho mình có thể gửi qua bên bên SC để họ xem xét thay vì mình ngồi tự viết nhá. Sau khi mà mình generate đây thì đây này, nội dung email rất là hoàn chỉnh nha, và mình sẽ generate một lần nữa đây. Có thể mình không thích nội dung trên đây, mình generate đây một lần nữa. Đó, nó đang generate ra một cái nội dung khác, nó cũng giúp được cho mình, nó cũng tự đảo được cái nội dung và nó sẽ tạo ra cho mình một cái form mới. Anh em có thể sử dụng cái này để viết cái email kháng này. Ngoài ra mình có thể sử dụng chính cái con bot này để mình chăm sóc khách hàng luôn. Nếu như mà bạn có những cái cây khách hàng, ví dụ bên này mình có một mình đang đạt một cái trường hợp này, người khách hàng của mình họ nhận được hàng, mình phát hiện cái đơn hàng của họ bị trễ, và lúc này mình đang muốn thông báo cho họ biết rằng cái đơn hàng của họ sẽ có khả năng bị trễ, và lúc này mình yêu cầu nó viết một cái email cho khách hàng. Cái này mình viết sai này, để thông báo rằng cái item này đã bị ship trễ. Đó, thì đây nó ghi đen cho mình này: tôi xin lỗi để thông báo cho bạn rằng đơn hàng của bạn đặt vào ngày này bị ship trễ nè. Bây giờ mình sẽ cố gắng mình generate một lần nữa nhé. Đó, nó đang generate rất là tốt. Thì dựa vào cái này thì mình cũng thấy được rằng mình cũng tiết kiệm được một khoảng thời gian khá khá khi mà mình viết email để mình chăm sóc khách hàng này. Mình có thể viết email mình kháng cái khoản này, hoặc là mình trao đổi thông tin với bên bên supplier, tất cả mọi thứ. Nói chung là mình thấy khá là tiện, nó chỉ dừng ở mức cơ bản thôi. Ở trên đây thì mình cũng cần phải sửa lại nhiều ấy. Các bạn nếu mà các bạn sử dụng trên đây, các bạn cũng có thể tham khảo về áp dụng vô trong cái công việc kinh doanh của mình, về sửa lại cái văn phòng sẽ cho phù hợp với từng hoàn cảnh nhá. Thì mình hy vọng rằng cái video clip này có ích cho bạn. Mình sẽ ra những video clip tiếp theo. Cảm ơn bạn đã xem video clip này.